Hòa thượng giảng tại chùa Hoa Nghiêm của Hòa thượng Trung Quán, năm nay được 76 tuổi. Đề tài giảng: sáu căn là cội nguồn sanh tử. Số dự thính khoảng 50 vị. Chúa lúc nào nó cũng dặn mấy con khỉ con phải đi theo đoàn và đừng có đi riêng rẽ hoặc là đi tìm những cái thức ăn ngoài cái sự hướng dẫn của đoàn. Nhưng mà trong đó lại có những con khỉ nhỏ thiếu kinh nghiệm thì nó đi, nó nghĩ theo đoàn thì nó hưởng được ít quá, cho nên nó muốn bị tẻ đi riêng để tìm được nhiều lợi lộc hơn. Nên là có một con khỉ nó tẻ, nó đi riêng, tẻ bầy đi riêng. Khi đi tới đó nó thấy có những miếng mồi ngon, mừng quá, nó lại nó bắt mồi nó ăn, nó nóng lên nó ăn. Và khi nóng mồi ăn thì bất thành nó lại chợt dính vào một cái cây người ta quấn nhựa chắc quá. Khi cái tay trái nó vừa bắt mồi thì cái tay trái liền dính cái nhựa. Thì cái trong hoàn cảnh khó xử nó liền dùng cái tay mặt gỡ bắt còn hai cái chân. Nó lấy cái chân trái nó đẩy nó gỡ ra thì rồi dính luôn cái chân trái. Nó liền dùng cái chân mặt để mà gỡ, dính luôn cả chân mặt. Cuối cùng, nó thấy còn cái đầu, thì nó mới cúi cái đầu xuống, nó cắn cái cây nhựa, cắn cái dính luôn cái đầu. Rồi chỉ còn có cái đuôi. Rồi nó lấy cái đuôi, nó rám, nó quấn, để nó giật ra. Nhưng quấn cái nó dính luôn cái đuôi. Như vậy, con khỉ đó liền bị cái người thợ săn gài bẫy đó, nó lại cái nó trói nó quải đi về làm thịt. Đó là câu chuyện Đức Phật Phật hậu pháp rằng con khỉ đó là để chỉ cho những cái người tu của đạo Phật. Người tu theo đạo Phật mà không chịu theo sự hướng dẫn của Đức Phật cũng như của những vị tôn túc mà lại có những cái ý riêng tư, thích những cái gì riêng tư, tẻ đi lạc, rồi từ đi tẻ kiếm mồi đó tức là bị những cái bẫy, cạm bẫy của ma vương. Cạm bẫy của ma vương thì cạm bẫy của ma vương là gì? Là sáu trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc và pháp. Vị sáu trần đó nó làm cho dính mắt giống như con khỉ vậy. Nghĩa là từ thấy sắc đẹp rồi người ta sao? Con mắt đuổi theo, đuổi theo thì dính sắc đó, tức là một bộ phận
của cái con khỉ bị mắc vào bẫy, rồi tai nghe tiếng, tức là thanh trần, rồi là dính với thanh trần, giống con khỉ bị cái tai thứ hai, rồi hương, vị, xúc và pháp trần. Sáu cái đó, mỗi cái là cái mồi nhữ để rồi chúng ta dính luôn. Dính luôn sáu cái đó thì chúng ta sẽ làm sao? Thì Phật dạy rằng sẽ bị ma hương nó quải chúng ta đi. Lúc đó không còn chống cự gì được nữa hết. Như vậy thì qua câu chuyện đó, quý vị thấy cái người tu theo đạo Phật chủ yếu là làm sao đối với sáu trần mình đừng có dính, đừng có kẹt. Nếu mình dính, mình kẹt thì tự mình đã bị trói buộc. Mà từ bị trói buộc đó rồi mình mới cầu cái gì? Cầu giải thoát, phải không? Thường thường nó tu để cầu giải thoát. Nhưng mà cái gì trói buộc mình giải thoát? Tức là con mắt bị sắc trói buộc, lỗ tai bị thanh trần trói buộc, rồi cho tới ý bị pháp trần trói buộc. Nghĩa là luôn luôn sáu cái đó nó trói buộc chúng ta. Bây giờ quý vị tự kiểm điểm lại mình coi mình có bị sáu trần nó trói không? Con mắt quý vị có thích sắc đẹp không? Mà thích sắc đẹp thì thấy sắc đẹp rồi mình khởi cái tâm sao? Muốn được, thấy không? Muốn được tức là bị nó dụ dỗ rồi. Từ cái muốn được đó cho nên mới đuổi theo cho nó dính kẹt luôn. Làm cho mình mất tự do đó. Rồi lỗ tai mình có thích những âm thanh êm ái nhẹ nhàng không? Chắc cũng muốn luôn. Như vậy thì mắt bị sắc nó kéo, rồi tai thì bị thanh nó lôi. Rồi lỗ mũi mình có thích mùi thơm không? Chắc cũng chịu nữa. Thì như vậy vì lỗ tai thích mùi thơm cho nên giờ mình cứ bị cái mùi thơm nó dụ dỗ. Rồi lưỡi mình có thích vị ngon không? Chắc cũng thích nữa. Lưỡi thích vị ngon. Bây giờ tôi chỉ cần kể mắt, tai, mũi, lưỡi, bốn cái đó. Nếu mà quý vị thích mắt thích sắc đẹp, tai thích tiếng hay, lưỡi thích vị ngon, mũi thích mùi thơm, mà thích như vậy đó thì chúng ta sẽ thế nào? Thích tức là muốn được, phải không? Mà muốn được thì chúng ta được thảnh thơi hay là chúng ta khổ sở? Có người nào muốn được đều được như ý không? Đó, bây giờ đứng về một mặt như sắc thì người nào muốn được sắc đẹp mà cái muốn nó có giới hạn tới đâu nó dừng không? Chắc nó không có dừng, phải không? Cứ muốn có sắc đẹp nó chắc cũng chưa rồi. Rồi lỗ tai thích nghe âm thanh hay, mà muốn được âm thanh hay đó, chúng ta muốn tới đâu để làm giới hạn hay không? Hay cũng muốn hoài. Thí dụ bữa nay nghe một cuộc hòa nhạc rất là vừa tai, hợp ý, như vậy thỏa mãn chưa? Nghe thỏa mãn đó, nhưng mà mai thì nghe nói cái muốn thì nghe nữa, phải không? Mà nếu thỏa mãn cái lỗ tai thì chắc cũng bỏ hết công ăn việc làm, phải không? Rồi thỏa mãn cái mũi hay là cái lưỡi, nhất là cái lưỡi. Quý vị nghĩ mỗi ngày chúng ta thích những món ăn ngon, mà những món ăn ngon đó ở thế gian nó có giới hạn, ăn tới đâu đó là mình thỏa mãn, mình hết thèm nữa không?
hay là cái quán này bài thức này ngon, rồi cái quán kia bài thức khác ngon hơn nữa, phải không? Rồi cứ tới cái quán này thử, rồi tới quán kia thử, thử cho hết mấy cái quán thì mình còn tiền trong túi không? Thì bao nhiêu cái mà tôi kể sơ đó, thì quý vị mới cảm thấy chúng ta vì sáu căn nó đòi hỏi được thỏa mãn sáu trần, cho nên rồi chúng ta cứ chạy, chạy hết ngày này sang ngày khác. Quý vị nghĩ ở thế gian này người gọi là được sung sướng, được hạnh phúc là sao? Nghĩa là muốn ăn ngon có ăn ngon, phải không? Muốn sắc đẹp thì có sắc đẹp, muốn được những cái tiếng hay có tiếng hay, vân vân. Những cái muốn đó mà được thỏa mãn thì đó gọi là cái người hạnh phúc nhất, phải không? Hơn người ta hết. Nhưng mà quý vị thấy những người được các cái điều họ mong muốn đó, có phải là họ hạnh phúc chưa? Bây giờ tôi nói thí dụ gần nhất, nếu chúng ta được thỏa mãn cái lưỡi, muốn ăn cái gì ngon thì được ăn, ăn quá rồi chúng ta sao? Có sanh bệnh không? Như vậy thì càng ăn nhiều thì nó càng bệnh, chứ nó đâu có đem lại cái tốt đẹp hoàn toàn cho chúng ta. Như vậy thì quý vị nghĩ, nếu chúng ta đòi cho thỏa mãn những cái nhu cầu của sáu căn, tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thì càng thỏa mãn thì nó càng tăng bệnh, chứ nó không phải là hết bệnh, phải không? Nào bây giờ cái người muốn thỏa mãn lỗ tai, người muốn thỏa mãn con mắt thì cũng vậy. Rồi cứ như vậy mà làm cho bệnh càng ngày càng thêm, chứ nó không có phải hết. Mà đã biết như vậy thì quý vị nghĩ chứng là chúng ta đòi thỏa mãn, hạn chế con mắt đừng dính với sắc nhiều, hạn chế cái lưỡi đừng dính với thức ăn nhiều thì tốt, hay là chúng ta đòi thỏa mãn đó là tốt? Cái nào tốt hơn? Đó là tôi muốn đặt vấn đề để cho tất cả quý vị thấy. Chúng ta tưởng rằng ai mà được thỏa mãn những cái đòi hỏi đó thì người đó là hạnh phúc, nhưng sự thật không phải vậy. Chỉ có ai là người biết tiết chế thì người đó mới có chút hạnh phúc thôi. Hạnh phúc nó không bao giờ đến với những người đòi thỏa mãn. Quý vị xét kỹ có phải vậy không? Bởi vì thỏa mãn này thì đòi cái khác nữa, cứ đòi hoài, cho nên nó không có cái an ổn, hạnh phúc. Mà chỉ có ai là người biết tiết chế nó thì người đó mới có hạnh phúc. Cho nên ở trong kinh Phật, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, kinh Di Giáo, Đức Phật có dạy một câu thế này. Đức Phật dạy rằng nếu mà cái người mà chạy theo cái tham dục, tham dục tức là đuổi theo ngũ dục do sáu căn mình nó đòi hỏi đó, thì càng chạy theo nó chừng nào thì nó lại càng không thỏa mãn chừng ấy. Phật ví dụ cũng như người khát nước mà uống nước muối. Người khát nước mà uống nước muối thì sao? Càng uống nó càng khát, phải không? Chứ không phải là uống rồi nó lại hết khát. Như vậy thì khát nước mà uống nước muối thì càng uống chỉ càng khát thêm. Cho nên Phật mới dạy rằng cái người mà đuổi theo ngũ dục đó, ham mê ngũ dục, thì người đó dù cho được ở trên cảnh thiên đường họ cũng chưa vừa ý nữa. Còn cái người mà không có đuổi theo ngũ dục á, thì dù cho họ nằm trên cái bãi cỏ xanh họ cũng thấy là sung sướng rồi. Thì như vậy nếu mà càng đuổi theo thì đuổi theo cho tới lên thiên đường cũng chưa vừa ý nữa.
Cho nên nguyên văn kinh chữ đáng đó hả, nhu sử thiên đường diệt bất xứng ý, dù ở trên cõi thiên đường cũng chưa tu vừa ý. Còn cái người mà không có đuổi theo tham dục ấy, thì dù cho nằm ở trên bãi cỏ cũng là vui. Thì như vậy mới thấy rằng chúng ta tu là gì? Tu có nghĩa là chúng ta biết tiết chế cái lòng tham lam của mình. Mà cái lòng tham lam đó nó chạy theo cái đòi hỏi của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Bây giờ nếu chúng ta đuổi theo nó là chúng ta bị nô lệ nó, gọi là bị ma vương nó bắt, nó dẫn đi. Còn nếu chúng ta không đuổi theo nó thì chúng ta được làm chủ, được chúng ta tự tại. Như vậy thì khi mà chúng ta đuổi theo nó là chúng ta bị trói buộc, còn chúng ta không đuổi theo nó là chúng ta tự do, phải không? Mà trói buộc thì chừng đó là khổ đau, còn tự do đó là tự tại, là giải thoát. Cho nên người tu phần nhiều cứ nghĩ mình làm sao cho được giải thoát, mà nghĩ giải thoát có lẽ là Phật sẽ cho mình được giải thoát, hay là ai cho mình, nên là chỉ các cái căn của mình đừng cho nó dính mắc thì đó là giải thoát rồi. Cho nên có một hỏi thế nào là giải thoát, Ngài trả lời đơn giản: căn trần không dính nhau là giải thoát. Căn trần không dính nhau là giải thoát, nghĩa là hai cái đó đừng có dính, đừng có kẹt, đó là giải thoát rồi, chứ đừng có tìm giải thoát ở đâu nữa. Mà chúng ta bây giờ cứ tìm giải thoát ở nơi nào xa, thật là xa, chứ mà không có ngờ nơi sáu căn không bị dính kẹt với sáu trần, đó chính là chúng ta giải thoát. Nên càng đọc trong kinh sách rồi chúng ta tôi càng thấy rõ rằng trên sự tu hành chúng ta biết gốc của nó không phải ở đâu xa mà chính ngay nơi mình. Để vậy nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật trả lời Ngài A Nan. Ngài A Nan hỏi Phật rằng cái gì là cội gốc của phiền não, cái gì là cái cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn? Thì Đức Phật trả lời, mà Ngài không tự trả lời, mà lúc đó cả mười phương chư Phật đồng thời họp lại trả lời chung cho Ngài A Nan nghe rằng sáu căn là cội gốc của sanh tử, sáu căn là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Thì quý vị thấy sáu căn là cội gốc của sanh tử là vô minh, sáu căn là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Thì quý vị thấy nó có hợp lý chưa? Bởi vì sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý đó. Sáu cái đó là cái cội gốc của sanh tử, mà sáu cái đó cũng là cội gốc của Bồ Đề Niết Bàn. Bây giờ quý vị thử nơi mắt mình, đối với sắc đẹp mình không có dính, không có mắc gì hết, thì mình có giải thoát được sắc hay không? Không dính tức là giải thoát rồi, phải không? Nghĩa là tất cả những cái gì đẹp đẽ ở trước mắt mà mình không có kẹt, không có dính tí nào hết thì mình giải thoát. Đối với âm thanh, dù cho âm thanh đẹp, âm thanh xấu hay là những cái âm thanh êm ái chẳng hạn, chúng ta đều không có dính mắt thì đó là đã giải thoát âm thanh. Rồi lưỡi, mũi, thân danh cũng như vậy. Nếu người nào mà được giải thoát mấy cái đó, đó là tự mình đã tiến trên con đường giải thoát, con đường giác ngộ. Cho nên quý vị nhớ trong giới luật của Đức Phật dạy mình tu đó là phải làm sao?
tức là con mắt. Hồi xưa Đức Phật dạy chư tỳ kheo đi khất thực thì con mắt dòm ở đâu? Dòm xuống chứ không được có qua nó lại, phải không? Để như vậy thì đừng có dính, đừng có kẹt dưới sách. Rồi Phật cấm chư tăng không được nghe cái gì, không được nghe âm nhạc, phải không? Đó là Phật không cho mình nhiễm hành. Rồi Phật cấm chư tăng không được dùng dầu thơm, vân vân. Thì đó là cấm cái gì? Là gì cái gì? Là ngăn cái lỗ mũi. Rồi Phật cấm chư tăng không được ăn thịt uống rượu, là gì cái gì? Thì cái lưỡi. Như vậy đó, trong giới luật của Phật hạn chế cấm những cái điều đó là cốt để chúng ta bớt dính mắc sáu trần. Nhưng mà rồi tới cái ý thì nó là cái lăng xăng nhất. Bởi vì cái ý chúng ta nó không tự tạo tội lỗi được, nhưng mà nó hay trợ giúp cho mấy cái ngoài. Ví dụ con mắt thấy sắc mà nếu đừng có ý hợp tác thì có sanh ra thương ghét hay không? Chắc không có, phải không? Cho nên mắt thấy sắc liền có cái ý chạy lên phân tích, rồi cái thương, rồi cái ghét. Lỗ tai nghe tiếng rồi cũng có cái ý hợp tác, cho nên rồi mới phân biệt cái này là hay, cái này là dở, cái này là thích, cái này không thích, vân vân. Như vậy thì trong năm căn do có cái ý hợp tác cho nên trở thành ra một cái gốc mà người tu, ví dụ như quý vị tu tịnh độ thì chư tăng dạy quý vị phải làm chuỗi niệm Phật. Làm chuỗi niệm Phật để chi vậy? Chắc quý vị nghĩ rằng để mai kia mình chết Đức Phật rước về cực lạc, phải không? Nhưng mà quý vị quên rằng tai làm chuỗi miệng niệm Phật mà bảo trong kinh dạy chúng ta niệm Phật phải sao? Như kinh Di Đà đó, nhược nhất nhật, nhược như nhật, vân vân, cho tới nhất tâm bất loạn. Nghĩa là mình niệm Phật hoặc một ngày, hoặc hai ngày, cho tới bảy ngày, nhất tâm bất loạn thì lâm chung Phật mới rước. Phải không? Mà nếu nhất tâm bất loạn thì cái ý mình nó còn chạy hết, ý nó đâu có chạy, phải không? Như vậy thì chúng ta niệm Phật là cốt làm sao dừng cái ý, đừng cho cái ý chạy. Mà ý không chạy thì lúc đó chúng ta mới được Phật rước. Còn bây giờ mình niệm Phật, tai thì lần chửi, miệng thì niệm Phật, mà lá cân đi du lịch xóm này làm kia, phải không? Quý vị có đi du lịch không? Vừa niệm Phật thì vừa đi du lịch. Cho nên rồi cái ý nó cũng làm việc chứ nó chưa chịu dừng. Vì vậy nên cái tu của chúng ta nó trở thành ra thời hợp, nó chưa có được chín chắn. Rồi cho tới như cái người tập tu thiền thì thiền thì Phật dạy tu phải định, mà định cái gì? Cũng định cái ý, thấy không? Ý nó không có chạy, không có nghĩ chuyện này chuyện nọ thì gọi nó là định. Mà nếu ý mình định rồi thì chừng đó mình mới được niết bàn. Niết bàn tức là hết sanh tử. Người niệm Phật mà được nhất tâm thì được về cực lạc, người tu thiền mà được định thì được niết bàn. Thì như vậy cái kết quả cuối cùng nó nằm ở chỗ cái ý định, phải không? Cái ý dừng lại. Như vậy thì sáu căn ở trước năm cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân là năm cái để tiếp xúc với năm trần ở bên ngoài. Rồi cái ý đó nó duyên theo, nó tạo ra bao nhiêu cái hay, cái dở, tội lỗi đầy đủ hết. Như vậy thì nếu cái ý nó dừng, nó không chạy theo thì năm căn trước nó sao? Mắt cũng vẫn thấy sắc, tai cũng vẫn nghe tiếng, mũi cũng ngửi mùi, lưỡi cũng nếm vị, mà nó không có dính. Dính là tại cái chú ý đó,
chút cọt, phải không? Còn nếu chút ít mà không cọt thì mấy cái kia cũng tiếp xúc mà không có nhiễm. Như vậy cho nên người tu không phải nhắm mắt lại, không phải bịt tai đừng nghe, không phải là cái lưỡi nó bị hư bị tê, mà chúng ta vẫn thấy, vẫn nghe, vẫn ngửi, vẫn nếm mà không dính. Còn người không biết tu á, thì cái nào cũng nhạy hết, phải không? Con mắt thì nó nhạy với sắc, lỗ tai nhạy với âm thanh, rồi cái lưỡi thì nhạy với cái vị. Cho nên quý vị vào chùa đơn giản nhất là chỉ cần ở bên đây thì tôi không biết ở chùa chuyên ăn cái gì, cho Việt Nam thì sáng nào cũng có rau muống luộc. Nếu mà sáng nào cũng có dĩa rau muống luộc chấm với nước tương thì quý vị có thấy ăn hoài có ngán không? Chắc là ngán lắm, phải không? Đó. Nhưng mà ở chùa bắt buộc phải ăn chay, ăn lạc như vậy đó. Thì ăn như vậy để làm chi? Để cho cái lưỡi mình nó khỏi có đòi hỏi nhiều. Chứ còn mình cứ muốn món này món kia cho ngon đó, thì tức là lệ thuộc vào cái lưỡi. Mà lệ thuộc đó thì nó cứ đòi hoài, đòi được cái này rồi nó đòi cái khác, nó đòi không có ngày cùng. Vì vậy mà ở chùa tập cho mình sống tạm bạc, đó là chai lạc, để mình làm chủ được cái lưỡi của mình. Rồi những cái phương tiện ở trong chùa luôn luôn lúc nào cũng có cái tính cách hạn chế, để cho sáu căn của mình nó đừng bị kẹt, đừng bị mắc. Vì vậy mà nói tới cái tu không phải là cái chuyện xa vời, mà nó là cụ thể, là thực tế. Bây giờ giả sử như tất cả quý vị sáu căn đối sáu trần của quý vị không nhiễm, không dính, thử một ngày không dính không nhiễm có tự do, có tự do. Còn nếu mà dính nhiễm thì ngày đó có tự do không? Bây giờ dính nhiễm cái dễ nhất, gần nhất là ăn uống của cái lưỡi đó. Nếu mà ngày nào ngồi nhớ là cái món gì ăn mà thỏa mãn cái lưỡi của mình, bữa nay lâu quá không được ăn nữa, khi nhớ cái đó thì sao? Nó cho mà ngồi yên chỗ không? Hay là trong túi có tiền rồi thì rủ đi quán, phải không? Như vậy thì chỉ cần nhớ là một cái gì đó thì nó đã bắt mình phải chạy theo nó rồi. Như vậy thì cái cuộc sống của chúng ta bây giờ là chúng ta đang lệ thuộc vào sáu trần, nói gần là năm trần: sắc, thanh, hương, vị, xúc. Năm cái đó là năm cái mà chúng ta bị kẹt, bị mắc nhiều nhất. Nhưng mà rồi có một ít người cứ nghĩ đơn giản rằng sống là để hưởng ăn cho ngon, mặc cho đẹp, rồi tất cả những cái gì thích cho thỏa mãn hết, thì đó là mới thích, mới đáng cho cái cuộc sống. Quý vị thấy phải không? Như vậy thì nếu đuổi theo năm trần để được thỏa mãn, gọi là thỏa thích cho một cái cuộc sống, sống như vậy có giá trị, thì quý vị nghĩ sao? Ăn cho ngon mấy rồi lát nữa cũng phải sao? Lát nữa cũng phải trả ra thì cũng kịch, phải không? Rồi cái gì nghĩa nói rằng ngon, nói rằng thích, nhưng rồi cũng sẽ bị chán chường, cho nên không có thích hoài. Thí dụ như một món nào đó mình cho rằng là ngon, khi bụng mình đói mình ăn thì nó ngon thiệt. Nhưng mà nếu mà bụng mình no rồi mà cái món hồi đó mình thích lắm, mình đem lại dọn lên đầy cả bàn, thì mình có thích nữa không? Chắc không ai thích nữa đâu, phải không? Nếu khi bụng mình no, bao tử mình đầy, thì dầu cho món nó ngon mấy mình cũng không có thích. Thì như vậy cái thích đó là do cái nhu cầu của bao tử nó trống, nó đòi. Bây giờ giả sử bao tử nó trống, nó đòi, nó đang đòi thiếu quá, mà nó không có cái gì để nó tiêu hóa, thì lúc đó chúng ta
đi đứng có yên không? Có nhiều khi đói quá cái rung tay rung chân, phải không? Đi làm không nổi, muốn nằm. Rồi giả sử lúc đó không cần cái gì gọi là ngon là quý, một ổ bánh mì khô thôi để anh cho nhai nhai ngồi cái thì sao? Cái đứng dậy đi đàng hoàng như vậy thì khỏe, phải không? Mà chính cái nhu cầu của nó đòi mình đáp lại vừa phải thì nó đã khỏe rồi. Vậy mà thiên hạ không chịu, đòi món cho thiệt ngon. Mà nếu món thiệt ngon thì cái sở phí nó phải nặng, và nặng thì cái công lao của mình phải sao? Phải nhiều. Như vậy thì ăn ngon mà mặc đẹp nè, được những cái gì thích, mình cứ muốn những cái đó, rồi mình cứ đi làm hoài, làm hoài cho mình thăng cực, phải không? Như vậy thì quý vị than với ai đấy? Than với trời, với đất hay là than với ai? Bây giờ chỉ cần than một câu rằng tại sao mình ngu quá, phải không? Những cái đó nó không phải đáng cái gì mà mình phải vì nó mà lệ thuộc nó kinh khổ vậy. Mình than như vậy đó là mình thức tỉnh. Chứ mình nói sao mà thân của mình cực quá, tại sao cực quá, hỏi ai làm gì, phải không? Chính mình là cái người tạo ra điều kiện cực khổ, chứ không ai tạo cho mình hết. Rồi cái người mà ăn uống sơ sài, ví dụ như ở chùa chúng tôi sống đạm bạc, thì sống đạm bạc như vậy thì chúng tôi cũng sống. Còn ở ngoài có nhiều người thụ hưởng rất là đầy đủ rồi cũng sống, nhưng mà tới cái ngày mà họ hết duyên á, thì dầu cho ăn uống tới đâu chết đến cũng phải chết, phải không? Như vậy thì mình lo mình bồi dưỡng cái thân cho nó được bền, được lâu. Nhưng mà rồi nó có bền lâu không? Nhiều khi nó sung túc quá rồi nó sanh ra những bệnh không lường trước nổi, phải không? Cho nên bây giờ mới có những cái lối ăn gạo lứt muối mè rồi đó, để hạn chế lại. Như vậy thì quý vị thấy, nếu mình kinh dưỡng nó để rồi được hạnh phúc, an vui lâu dài thì cũng nên. Ngược lại, kinh dưỡng nó để nó sanh bệnh hoạn khổ sở thì sao? Nên kinh dưỡng nó hay không? Đó là một vấn đề mà chúng ta là cái người học Phật thì phải sáng suốt, phải biết rõ. Hiểu như vậy thì chúng ta nghĩ rằng dù cho chúng ta cố gắng nuôi dưỡng cho cái thân này được thỏa mãn mấy đi nữa, rồi một ngày kia nó cũng bại hoại. Mà cái thời gian nuôi dưỡng nó đó, chúng ta đã cực khổ biết là bao nhiêu, mất biết bao nhiêu là thì giờ quý báu của mình. Cho nên có nhiều người nói bị lo làm lo ăn không có thì giờ tu. Lo làm để chi? Để mà ăn để mà làm, cứ như vậy nó lẩn quẩn hoài, không có tu tiến, không làm gì được hết. Cho nên rồi mình bị chìm, bị mắc kẹt ngang đó. Cho nên trong kinh Đức Phật có dùng cái thí dụ đó trích ở trong kinh Niết Bàn, đó là tứ xà đồng nhiếp đó, tức là bốn con rắn ở chung trong một cái hũ nói có một người họ nuôi bốn con rắn ở chung trong một cái vò, rồi mà bốn con rắn đó nó thù địch nhau, con này không ưa con kia, con này nó cắn con kia nó cắn con nọ, thì cái người nuôi đó phải điều hòa làm sao cho bốn con rắn nó đừng có cắn nhau. Như vậy thì cả ngày cho nó ăn cho uống mà phải điều hòa cực thôi là cực. Nuôi nó như vậy mà không con nào thuận con nào hết, cứ chống luôn luôn. Vậy thì nuôi năm này tháng kia không có rời, không có biết mỏi mệt chăm lo săn sóc nó, mà nó cứ cắn lộn nhau hoài, điều hòa không dám hở tay. Rồi một hôm nào đó cái vò nó vể ra, cái mỗi con nó chạy mỗi nẻo, rồi cái người đó lại bắt đầu làm cái vò khác nuôi nữa.
nuôi nữa, rồi kịch nữa, kịch nữa rồi, rồi một ngày nó bể mỗi con trại mỗi nơi rồi nuôi nữa. Rồi quý vị nghĩ cái người đó là cái người thông minh hay không? Làm chuyện đó có phải là làm việc của giả tràng hay không? Đó là Phật thí dụ. Thân chúng ta, Phật hợp pháp thân này cũng vậy. Nó có bốn thứ căn bản: đất, nước, gió, lửa. Đó. Bây giờ trong thân quý vị, những cái chất cứng đó, thì nhà Phật gọi nó là đất. Những chất ướt đó, thì là nước. Động là gió, ấm là lửa. Bốn cái đó, thiếu một cái mình sống được không? Chắc hết xong, phải không? Nhưng mà bốn cái đó nó hợp lại thành thân này mà tự nó có hòa thuận với nhau không? Gió thì nó không ưa đất, nước nó không ưa lửa, phải không? Nước với lửa nó chống nhau. Và quý vị là cái người đưa nuôi bốn mặt rắn đó, rắn đất nè, rắn lửa nè, rắn nước nè, rắn gió nè, và bốn con rắn đó mình nuôi đó. Nghĩa là con nào mà nó hơi ăn hiếp con kia cái mình phải kiếm điều hòa nó. Cho nên trong người nghe hơi trống đóng cái kiếm cái gì mát để điều hòa, thấy không? Rồi trong người mình khi nào mà thấy nước nó hơi nhiều, hơi phù lên thì kiếm cái gì khô để nấu, để cho nó tan. Rồi trong người mình khi nào bị gió nhiều thì sao? Gió nhiều cái thì người thường ta gọi là trúng gió đó, thì phải làm sao không? Phải cạo, nó đánh ha. Bởi vì cho nên là khi nào mà đi trúng gió, cái gió vô cái ê mình ê mẩy hết, phải không? Rồi bắt cạo gió cho bớt ra rồi thì nó mới hết đau. Thì như vậy quý vị thấy đất nước gió lửa cả ngày chúng ta cứ dòng chừng nó hoài điều hòa, quý vị có rảnh không? Cho nó ăn nè, rồi làm điều hòa nó. Như vậy thì suốt ngày cho tới 60-70 tuổi ngã đùng nó chết, thì bốn cái đất theo đất, nước trở về nước, gió theo gió, lửa trở về lửa. Nên là bốn cái, mỗi cái đi mỗi hướng. Nhưng mà là chết rồi có chịu gần ngang đó đâu, tiếp cái rồi kiếm cái thân khác nuôi nữa, rồi cái thân đó nó hoại cái tiếp kiếm thân nữa. Như vậy Phật gọi là luân hồi mãi mãi không cùng. Mà chính cái luân hồi đó là tại vì mình thích. Bây giờ quý vị đang điều hòa bốn con rắn mà quý vị có ưa không? Có thương nó không? Rất là thương. Bởi vậy cho nên khi mà nó ra cái khác chứ không bao giờ dừng ở đó. Bởi vậy nên cứ tìm mãi không có bao giờ dừng. Đó Phật gọi là luân hồi sinh tử. Như vậy thì cái hình ảnh của một cái người nuôi rắn thì quý vị thấy nó vô lý làm sao? Bốn con rắn đó thì tự nó làm sao nó làm, mình bận gì mà phải lo cho nó. Nhưng mà lo thôi là lo rồi cái tới ngày nào đó nó cũng chạy, nó không ở. Bởi vì bốn cái nó không ưa nhau mà làm sao nó ở được. Như vậy thì trong cái thân của chúng ta chưa bao giờ chúng ta gọi đó là nó an ổn hạnh phúc. Nghĩa là cái này xâm phạm cái kia lấn hiếp cái nọ, cứ ít bữa thì kêu bác sĩ lại coi cái nó sao rồi, phải không? Cái gì ăn hiếp cái gì đó nhờ phụ với mình để mình điều hòa, chứ còn không có người điều hòa thì nó bị hoại. Như vậy thì cái thân này của chúng ta có ra là do bốn cái thứ đó là đất nước gió lửa hợp lại, mà chính bốn thứ đó là cái không có hòa hợp mà buộc lòng nó phải ở chung. Nhờ cái gì không hợp mà buộc lòng ở chung đó thì gượng ép, mà gượng ép đến nay có ngày nó phải bại hoại, không thế nào phải hết. Là quý vị thấy có phải gì không? Như vậy thì đối với cái thân đã biết là cái gượng ép trung hợp của bốn chất, như vậy thì chúng ta lại lệ thuộc nó, lệ thuộc cái đòi hỏi của nó, thì quý vị có lý không?
đó là cái người thông minh hay là chưa được thông minh. Bởi vậy nên nói tới tu Phật là mình phải quán sát lại mình, nhìn thấu con người của mình. Nếu nhìn thấu con người của mình rồi thì mình mới thấy được cái gì cần lo, cái gì cần làm. Chứ còn không nhìn lại mình, không hiểu được mình thì khó mà an ổn. Nghĩa là coi như cả đời của mình chỉ chạy theo những cái không bao giờ giữ được, không bao giờ còn, mà chúng ta cứ chạy theo hết đời này tiếp đời khác, cứ như vậy mãi mãi. Cho nên đối với Phật, Ngài thấy chúng sinh mê muội, đáng thương, Ngài mới dạy chúng ta phải thức tỉnh, phải giác ngộ chính mình là cái gì, thấy cho thật rõ, đừng có lệ thuộc nó. Thì nói như vậy thì chúng tôi trả lại cái kết thúc bằng bốn câu thơ tôi rất đắc ý của một thiền sư Việt Nam thế đầu thế kỷ 19, thiền sư Minh Chánh. Trong bài kể 8 câu, nhưng mà tôi đắc ý nhất hai câu sau. Hai câu sau là nói: công danh cái thế màn sương sớm, phú quý kinh nhân giấc mộng dài, chẳng biết bản lai vô nhất vật, công phu lúa uổng một đời ai. Thì quý vị thấy chỉ bốn câu thôi: công danh cái thế màn sương sớm, dù cho mình được cái chức phận cao tuyệt hơn mọi người, rồi cũng như là cái màn sương buổi sáng, mặt trời lên nó tan hết chứ có còn đâu, phải không? Hồi nào là ông tổng thống, ông gì cũng gì, rồi ít năm rồi cũng là người dân trắng như mình vậy thôi, phải không? Chứ nó đâu có phải là suốt kiếp. Rồi phú quý kinh nhân giấc mộng dài, dù cho giàu sang nghe nói người ta phải giật mình, nhưng rồi cũng là một giấc mộng dài thôi, nghĩa là mấy chục năm là giấc mộng chứ có gì đó. Quý vị nhớ lại mình, nhất là quý bà quý ông mà đầu đã hai thứ tóc rồi đó, thì kiểm lại mình có mấy chục năm rồi cái giống giấc mộng thôi, cái gì qua nó mất, qua nó mất. Rồi tới cái giờ chót của tuổi già nhớ lại như giấc mộng chứ có gì, phải không? Còn những người trẻ năm 30 tuổi thì nhớ lại những năm nào mình còn tí tin, bây giờ mình thành người lớn rồi lụi đuổi cái rồi phải có gia đình rồi lo con lo cái, cái lụi đuổi cái già rồi bắt đầu từ từ nối gót theo người trước, phải không? Như vậy thì tuy nói là giàu sang của cải hơn tất cả, rốt cuộc rồi cũng như giấc mộng thôi, không có gì. Đấy. Chẳng biết vỗn lai vô nhất vật. Câu đó là câu hơi khó hiểu một chút. Đây tôi nói có tính cách qua nhà thiền. Bởi vì đó là thiền sư Minh Chánh, một thiền sư. Cho nên nó qua nhà thiền. Hồi xưa ở Trung Hoa, vị tổ thứ sáu, tức là lục tổ ở Trung Hoa, thì khi Ngài đến học đạo với ngũ tổ, lúc đó có Ngài Thần Tú là một vị giáo thọ sư trong chúng. Ngũ tổ dạy ta đã già, các ông theo cái nhận hiểu thế nào làm bài kệ trình cho ta, nếu ta thấy bài kệ cao y bác cho đặng kế thừa làm tổ thứ sáu hướng dẫn chúng. Thì khi đó thì Ngài Thần Tú nghe như vậy, Ngài liền làm một bài kệ mà Ngài nhại, bởi vì Ngài tin rằng cái chỗ nhận thấy của Ngài nó chưa có đáo để, chưa có thấu suốt, nên Ngài không dám trình thẳng với ngũ tổ, mà Ngài viết trên giấy
Nếu thọ thấy mà khen á, thì nên dạ con làm, mà thọ chê thì thọ trốn luôn. Đó là cái phần bán tính bán nghi đó. Nên Ngài mới viết một bài kệ 4 câu ở trên vách tường đang để mà trình. Thì trong 4 câu đó là nói là thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài, thời thời cần khất thức, vật sử nhà cần ai. Chữ Hán như vậy, tức là thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi bặm. Hay quá, phải không? Ngũ Tổ Ngài ra, Ngài thấy bài kệ đó, thì Ngài biết của Ngài Thần Tú làm chưa có thấu đáo, nhưng mà sợ mất uy tín, cho nên Ngài khen và bảo chúng phải thắp hương đảnh lễ học cái bài kệ đó. Thành ra toàn chúng học thuộc lòng bài kệ. Để có ông Điệu nhỏ, ông đi học rồi ông đi đâu cũng đọc lắm nhắm lắm nhắm. Ông xuống nhà bếp chỗ Lục Tổ Huệ Năng đang giã gạo, cái ông đọc cái bài kệ lắm nhắm. Tổ Huệ Năng hỏi cái ông đọc cái gì đó, tôi đọc cái bài kệ của Ngài Thần Tú làm mà được tổ khen hay, cho nên chúng tôi học thuộc lòng. Ngài nói thôi ông đọc tôi nghe coi. Ông đọc xong cái Ngài nói tôi cũng có bài kệ nữa, xin dẫn tôi lên để tôi viết bài kệ. Thì ông đó ông ngạc nhiên lắm, nhưng mà cũng dẫn lên để rồi ông viết bài kệ. Nhưng mà Ngài nói Ngài không biết chữ, nhờ viết dùng. Thì bài kệ của Ngài nó ngược lại với bài kệ của Ngài Thần Tú. Thì bên kia thanh thị bồ đề thọ, tâm như minh cảnh đài. Thì bên đây Ngài nói bồ đề bổn vô thọ, minh cảnh diệt phi đài. Còn bên kia thì thời thời cần thất thức, vật sử nhà trần ai. Thì bên đây Ngài nói bản lai vô nhất vật, hà xứ nhà trần ai. Thì 4 câu kệ của Ngài làm là viên tinh vách rồi. Thì chiều lại Lục Ngũ Tổ Ngài mới xuống dưới nhà bếp chở giảng gạo đó. Ngài thấy Lục Tổ đương đeo theo cục đá đèo trên cái lưng, bởi vì hồi xưa giảng gạo bằng chài đạp, mà một mình Ngài đứng, Ngài ốm đứng cái chài nó không cắt nổi, Ngài mang thêm cục đá nữa để cho nó nặng đủ sức nó cắt cái chài đạp. Khi mà Ngài thấy Lục Tổ, tức là lúc đó gọi là Lư Hành Giả, tức là Ngài cư sĩ họ Lư, Ngài cư sĩ họ Lư, thì nói người cầu đạo mà đến thế ư, tức là cầu đạo mà chịu khổ nhập như vậy sao. Rồi Ngài mới gõ cái tay cối 3 cái, cái Ngài cầm cái gậy Ngài trở lên. Từ khuya lại Lục Tổ lên mới vào thách và được Ngài giảng Kim Kim Cang rồi ngộ đạo. Nói tóm lại là để cho quý vị nhớ cái câu mà ở đây á, hai bên, bên đây Ngài Thần Tú thì nói là luôn luôn phải lau chùi, tức là Ngài cho rằng cái tâm mình như cái đài gương sáng nha, luôn luôn phải lau chùi chớ để dính bụi bặm. Thì bên đây Lục Tổ nói bồ đề nó không có cội, không phải cây, gương sáng nó không phải do đài, xưa nay nó không có một vật, thì chỗ nào mà dính bụi bặm đó. Cho nên cái câu mà nếu chẳng biết bổn lai vô nhất vật đó, tức là không biết được cái câu của Lục Tổ nói, thì công phu lúa uổng một đời ai, thì công phu mình rất là đáng tiếc một đời không có ra cái gì hết. Thì như vậy cái bản lai vô nhất vật đó là cái gì, đó là hết sức là thiết yếu đối với cuộc sống chúng ta. Chỉ nghĩ tới thân này, lo cho thân này, và nếu hơi khắc khá một chút đó, là chấp vào cái tâm của mình, tức là cái ý thức đó, phải không? Cái ý thức của mình, nếu cái ý thức nghĩ thế nào cho đó là hay, cho đó là đúng,
nói ra, trình bày ra, người khác nghe mà tán thán thì mình sao? Mình vui. Còn nếu mà chống lại thì mình sao? Mình giận, chứ không phải buồn thôi, mình giận. Nghe cái ý thức mình nghĩ cái gì, mình cho đó là hay, cho là đúng rồi, đồng ý, tán thán thì mình thích. Ai mà chống đối lại thì mình giận. Do đó cho nên rồi chúng ta sống ở trong cái bất an hoài. Bởi vì cha với con lâu lâu cũng không có đồng ý nhau. Không đồng ý tức là gì? Ý kiến không giống, phải không? Cha nghĩ thế này, con nghĩ thế kia không giống. Rồi vợ chồng lâu lâu cũng không có đồng ý nhau. Rồi anh em cũng không đồng ý với nhau. Vân vân. Như vậy thì từ cái không đồng ý nó gây ra cái gì? Thương thì ghét. Từ cái không đồng ý rồi dù cái tình sâu đậm như là tình cha con, mẹ con có khi cũng không vui. Rồi cái tình rất là khăng khít như vợ chồng mà không đồng ý nhau rồi cũng không vui. Phải không? Rồi tình cốt nhục là anh em mà không đồng ý rồi cũng không vui. Mà thưa quý vị, ở thế gian này có ai đồng ý với quý vị 100% không? Mình phải sống trong cái hoàn cảnh mà những người chung quanh mình lại không đồng ý với mình 100%. Có ai đồng ý với mình được chừng 80% không? Chắc cũng khó kiếm, phải không? Rất là khó kiếm. Nên người xưa hay nói tri thức mãn thiên hạ, tri kỷ vô nhân nhất. Tức là hiểu biết nhau thì đầy, đầy hết khắp hết thiên hạ. Mà biết được mình, giúp hiểu được mình thì không có được một người. Mà bây giờ tôi xin hỏi quý vị, tự quý vị có đồng ý quý vị 100% không? Có nhiều khi cũng vỗ đầu, vỗ trán, tại sao ngu quá, phải không? Nghĩ thế này, nghĩ thế kia rồi, nghĩ trạch kia rồi sao mình hối hận, cái đời tự mình trách mình ngu. Như vậy thì cái suy nghĩ của mình đó là cái không phải đúng 100%. Vậy mà suy nghĩ ra rồi bắt người ta theo, người ta không theo thì giận. Quý vị nghĩ rồi, đòi hỏi người ta phải đồng ý với mình, mà không đồng ý thì mình tức giận lên. Như vậy thì cái suy nghĩ đó nó không phải là cái chân lý, phải không? Không phải chân lý mà bắt mọi người tin, không tin thì buồn, thì giận. Như vậy thì chừng nào chúng ta hết buồn, hết giận? Bởi vì nhìn ra người này, người nọ, người kia, nhiều người không đồng ý với mình quá đó. Bởi vậy nên rồi chúng ta cứ khổ. Do đó cho nên chúng ta cứ chạy lai quay theo cái thân tứ đại giả hợp, rồi mình muốn cho nó thỏa mãn, rồi theo những cái tâm ý lăng xăng của mình, chợt có, chợt không, chợt còn, chợt hết, cho đó là mình. Rồi mình khổ vì muốn mọi người đồng ý theo cái quan niệm của mình, cái nghĩ suy của mình, cho nên rồi mình cứ bất mãn chỗ này, bất mãn chỗ kia, không bao giờ gọi là an ổn hết. Thì đó là quý vị đang sống theo cái gì? Đang sống theo, nếu dùng cái từ chuyên môn nhà thiền, gọi là sống theo vọng tưởng đó, phải không? Mình tưởng điên cuồng gì đó, cái mình muốn ta theo. Như vậy thì từ cái tưởng đó mà nó sanh ra những cái không bằng lòng, không vừa ý với nhau, rồi buồn, rồi khổ. Bây giờ đây, nói rằng có một cái bản lai vô nhất vật, bản lai tức là xưa, bản là xưa, lai là nay, không có một vật. Mà nhận biết được cái đó thì mới phải uổng phí một đời của mình. Thì quý vị nhớ hai câu trên tôi nói là công danh rồi phú quý, dù cho cao tột, dù cho hơn hết, nhưng rốt cuộc rồi như màn sương sớm, như giấc mộng dài, chứ không có thiệt. Chỉ khi nào mình nhận ra nơi mình có một cái xưa nay không một vật, thì chừng đó cái công phu của mình, cuộc sống của mình, bao nhiêu sắp đặt lo lắng, nó mới xứng đáng một cuộc sống. Còn nếu không biết như vậy
thì cuộc sống của mình có lăng xăng mấy rồi cũng là uổng một đời thôi. Bây giờ tôi muốn nói cách dễ hiểu nhất, như quý vị thấy cuộc sống của chúng ta hiện giờ, cái gì là quan trọng nhất? Ăn là quan trọng nhất phải không? Uống là quan trọng nhất phải không? Ngủ là quan trọng nhất phải không? Đi chơi là quan trọng nhất phải không? Cái nào là quan trọng nhất? Nếu nói ăn thì có vật này vật kia mình thấy được, có vật phải không? Uống thì cũng có vật, đi chơi cũng có vật, vân vân. Mà có cái không phải vật mà không bao giờ chúng ta thấy cái công của nó, mà nó thiết yếu vô kể cho sự sống. Cái gì? Tức là không khí nuôi sống chúng ta từng phút từng giây. Có thể quý vị nhịn ăn một buổi một ngày được, nhịn uống một buổi được, mà nhịn thở từ bao lâu? Chỉ trong 1-2 phút thôi là thấy khó chịu rồi, phải không? Như vậy thì cái không khí là cái nhu cầu tối yếu mà chúng ta gọi nó là vật gì? Nó không có vật. Mà biết được cái đó thì mới biết cuộc sống của chúng ta hết sức là thiết yếu. Đó là tôi ví dụ thôi. Như vậy thì không khí là cái thiết yếu cho sự sống này, mà nó cũng không phải vật. Huống nữa là chúng ta còn có một cái tâm thể chân thật, nó không phải vật, mà nó chỉ huy cho chúng ta trong cuộc sống mà chúng ta không biết tới. Biết tới những cái vụn vặt, manh muốn được thôi, còn cái gốc là chúng ta không biết. Bởi không biết cho nên chúng ta chạy theo những cái vụn vặt rồi uổng đi một đời. Phải làm sao tìm cho ra cái gốc đó, mà cái gốc đó nó không phải vật gì hết. Mà tìm được nó rồi thì mới xứng đáng một cuộc sống, một đời. Cho nên rồi, ngày mới kết thúc nè. Nếu mà mình không có biết được cái bản lai vô nhất vật đó, thì bao nhiêu công phu lo cho cuộc đời mình, lo cho mọi việc xung quanh, rốt cuộc là cái uổng phí một đời thôi, chứ không đi tới đâu. Như vậy cho nên cái tu là cái cốt, tìm cho ra, thấy cho rõ cái con người chân thật của mình. Còn những cái hư dối tạm bợ, chúng ta không lệ thuộc vào nó. Đó là gốc của sự tu. Cho nên nhiều người không hiểu, cứ thấy ở chùa lo tụng kinh niệm Phật cái bộ nó bình thường, nó không có gì cao siêu. Nhưng mà sự thật đó là những con người quyết tâm tìm cho ra cái thực của mình, chứ không còn chạy theo những cái ảo ảnh tạm bợ nữa. Đó là thức tỉnh. Nhưng mà mới tỉnh sơ sơ. Nếu mà chừng nào tỉnh nhiều thì chừng đó là cao siêu. Đáng kể. Thì đó là chúng tôi tạm giải thích cho quý vị hiểu. Trên đường tu, cốt chúng ta phải tìm ra cái chân thật, chứ không nên lệ thuộc vào sáu căn, đuổi theo sáu trần. Nếu mà lệ thuộc vào nó, chúng ta đã dính mắt rồi, chúng ta phải trầm luân tiếp tục mãi mãi. Giờ chúng ta biết thức tỉnh, đừng dính mắt nó nữa, thì chúng ta sẽ tìm lại, thấy cái thật của mình. Đó là cái gốc của sự tu hành, đó là cái nhân của giải thoát. Nếu không được vậy thì tu là tu, chứ giải thoát không bao giờ có. Đó là cái mục đích tôi nói chuyện hôm nay. Rồi tôi xong, quý vị có thắc mắc gì trong cái tôi học đó, tôi giảng đó, thì hỏi tôi sẽ giải thêm. Quý vị cứ hỏi, không có ngại gì. Dạ. Dạ. Học cho con Vũ Đức. À. Thầy Vũ, con xin ăn mài cho Đức Hòa Thượng. Xin chúc cho chúng con biết là về tối thượng thừa tiền như thế nào, và chỉ dạy cho chúng con cách thức được biết cách tiền và làm thế nào để đuổi khi những vọng tưởng nó đến. Xin Hòa Thượng. Xà chân đề cũng dài chứ. Thứ nhất và điểm thứ hai là xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con trong cuộc sống hiện tại, nơi cái người có những cái vấn đề rất là cần thiết về vấn đề đau vợ chồng con cái, nhất là trong cuộc sống hàng ngày vợ chồng sao cho nó hòa.
đâu, cái kia phụng thôi. Trả lời thiền thì vì đã hữu muốn hỏi về tối thượng thừa thiền, phải không? Tại vì trong đạo Phật thì luôn luôn có chia ra phải là ngũ thừa Phật giáo hoặc là tam thừa. Ngũ thừa là nhân thừa, tức là tam quy ngũ giới, rồi thiên thừa tức là tu thập thiện, rồi thanh văn thừa là tu về quán các pháp vô thường, vân vân. Duyên giác thừa là quán các pháp nhiều nguyện, Bồ Tát thừa là Bồ Tát thừa khi viên mãn thì gọi là Phật thừa. Như vậy thì gọi là ngũ thừa Phật giáo. Còn nếu rút ngắn lại thì tam thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa, Bồ Tát thừa. Còn nói tối thượng thừa thì nó ngoài cái này, phải không? Ngoài cái này cho nên gọi là tối thượng. Mà cái tối thượng này làm sao mà biết? Tôi có thể dùng một cái hình ảnh của các thiền sư để quý đạo hữu chịu khó nhận thử coi nó thế nào. Đây cũng là một bài giảng mất rồi. Có thiền sư Văn Môn, ngày sau khi ngộ đạo có 500 đồ chúng thường ở bên cạnh ngài. Một hôm ở giữa chúng, ngài đưa cây gậy lên, ngài nói: cây gậy này phàm phu gọi nó là thiệt, còn nhị thừa thì gọi nó là không, duyên giác gọi nó là quyển có, Bồ Tát thì gọi là đương thể tức không, còn thiền sư thấy cây gậy là cây gậy. Nhưng đó, quý vị nghĩ dễ hiểu không ạ? Cây gậy phàm phu nói là thiệt thì cái đó dễ hiểu quá rồi. Ai nói cây gậy thiệt, thấy cây gậy thì nói cây gậy là thiệt. Nhưng mà ngài nói nhị thừa thì thấy cây gậy, nhị thừa có chỗ cũng gọi là tiểu thừa đó, thấy cây gậy tức là không, còn duyên giác thì thấy cái gậy là quyển có, còn Bồ Tát thấy cái gậy là đương thể tức không, thiền sư thấy cái gậy là cái gậy. Thì nếu mà giảng hết cái này thì chắc cũng dài lắm, mà tôi cũng đại khái nói sơ cho quý vị thấy, bởi vì bây giờ tôi muốn cho quý vị dễ hiểu hơn. Như cái hoa hường mà đây tôi nói qua, qua hường thiệt chứ không phải qua hường bằng ngủ nghe. Thí dụ chúng ta nhìn cái qua hường thiệt thì tất cả ai nhìn thấy cái qua hường thì cũng nói là cái qua hường thiệt, bởi vì không phải là ngủ, không phải là giấy thì nó qua hường thiệt, phải không? Thì, mà nói cái qua hường thiệt đó là phần thu thì tất cả chúng ta đây chắc thuộc về hạng đó rồi. Còn nhị thừa thì thấy cái qua hường nói là không. Tại sao vậy? Bởi vì nhị thừa luôn luôn dùng cái trí quán, tất cả sự vật ở trong đời này luôn luôn bị cái vô thường nó chi phối. Ngày nay nó còn đó, mai mốt cái nó bị quại đi, từ còn rồi lần lần quại, quại rồi cái mất hết đó. Như vậy thì có đó rồi mai kia nó sẽ thành không, phải không? À, như vậy cho nên nhị thừa thấy là không, lấy thấy không là thấy theo cái trí quán. Rồi duyên giác thấy là quyển, quyển có, bởi vì duyên giác là thấy tất cả pháp, tất cả sự vật là do nhân duyên hội hợp mà thành, không có cái nào tự nó có mà do duyên hợp, mà duyên hợp thì không có cái thiệt. Cái gì duyên hợp thì cái đó đều là giả có, cho nên nó là quyển có. Tại sao nói nó là giả? Bởi vì duyên hợp thì nó đâu có cái gì thật. Bây giờ tỷ dụ nói cái nhà này là duyên hợp, từ gạch, từ xi măng, từ cát,
vân vân, nhiều thứ ráp lại thành cái nhà. Thì như vậy, cái nhà là duyên hợp, thì cái gì là chủ của cái nhà? Không có, đủ duyên thì nó có, thiếu duyên thì nó hoại, nó tan. Cho nên nói cái duyên hợp là quyển có, tất cả đều là duyên quyển. Đó là cái nhìn của duyên giác. Còn Bồ Tát thì đương thể tức không, tức là ngay cái nhà này không cần quá, mà Bồ Tát biết cái thể tánh nó không thực. Bởi vì nói duyên hợp thì còn phải quán sát thứ tự, còn Bồ Tát biết rõ ngay trong cái hiện có mà cái bản thể nó không thiệt, cho nên nói là tức không, thấy liền thấy, liền biết liền, khỏi cần quán chiếu. Đó là để thấy cái thuần thục. Còn nếu thiền tâm á, thiền sư á, thì cái nhà là cái nhà, dễ quá. Thì như vậy là sao? Thì tôi nói đó, nó cũng trở lại cái pháp tu nãy giờ tôi nói, lục căn của mình đó. Bởi vì nếu mà chúng ta đối với sự vật muốn không có dính mắt, không có dính không mắt, bây giờ thấy cái này đẹp quá, bây giờ phải làm sao để đừng dính mắt. Ví dụ giờ mắt mình thấy hoa hường đẹp, muốn đừng có dính mắt với hoa hường thì phải dùng cái trí quán, hoặc nó quán nó vô thường, ngày nay nó thấy vậy chứ mai nó hư, rồi nó hoại, rồi nó thành không, có gì đâu đẹp, nhờ vì quán vậy cho nó không dính nữa, gỡ cái dính mắt. Đó. Rồi tới duyên giác, thấy cái hoa hường thì nó phân tích cái hoa hường này nó có nhiều cánh, mỗi cánh nó hợp với nhau lại nó thành ra cái hoa, thì phân tích ra cái gì là hoa thiệt, từng cánh từng phần ráp lại tạm nói hoa hường có gì thiệt đó, phải không? Như vậy cũng gỡ cái dính mắt của mình. Và nó không thiệt thì hỏi chứ ưa thích cái gì đó, là gỡ cái dính mắt của mình. Rồi Bồ Tát cái này thấy đó chứ thể là không, đương thể tức không, nó ngay đó mà tức là không, là không có thiệt. Bởi vậy kinh Bát Nhã nó sắc tức thì không đó, đó đương thể tức không đó, đó là cái nhìn của Bồ Tát. Nhưng mà thiền sư nói hoa hường là hoa hường. Như vậy thì thanh văn duyên giác Bồ Tát đó là nằm trong tam thừa. Thấy đó là thấy theo cái lối mà Phật dạy mình quán sát để gỡ cái dính mắt. Nhờ quán vậy cho nên mình không có dính mắt với sáu trần. Từ cái sắc, cái thanh, cái hương mình đều quán vậy, tâm mình không dính mắt. Thì như vậy mình dễ hiểu quá, phải không? Tôi có cái phương tiện, có phương pháp. Nhưng mà với thiền sư á, thì nói hoa hường là hoa hường. Thì như vậy giống với người phàm phu nó hoa hường là thiệt không? Bởi vì thiền sư thì lúc nào cũng phải giữ không để cái tâm chạy theo cảnh. Mà nếu tâm không chạy, không dính với cảnh thì nhìn hoa hường là hoa hường, không có cái niệm nào trói buộc dính mắt thì còn quán chứ nữa. Mà không quán nữa thì thấy hoa hường là hoa hường. Như vậy thì thấy hoa hường với cái hiện tại của hoa hường mà không qua cái suy xét quán tưởng, mà tự mình thấy đúng như thật. Như vậy thì mình thấy đúng như thật do tâm mình không có dính mắt, thì cái đó nó vượt qua tam thừa hay ngũ thừa, cho nên gọi đó là tối thượng thừa. Thì đó là tối thượng thừa. Nói cái đó thì thật ra là cái quá cao thì thấy không? Đó là tôi giải thích một chút thôi, cái này là dài lắm, giảng cho kỹ thì cả một thời lên. Bây giờ trả lời thêm hai cái câu sau của đạo hữu, nó thực tế nhiều người cần hơn, tức là làm sao đối với con cái, đối với vợ chồng khi ở nước ngoài, phải không, cho được hòa thuận tin yêu với nhau, đó là một vấn đề. Thì mình không có một cái phương pháp gì cố định hết, bởi vì tất cả đều là tùy duyên. Mà người sáng suốt khéo tùy duyên thì nó là cái hay, còn không khéo tùy duyên là cái dở.
Bởi thế này, không ai đặt cho mình một cái nguyên tắc sống, mà cái sống là cái sống là một dòng linh động. Linh động tức là luôn luôn nó chuyển biến, cái hoàn cảnh xã hội nó chuyển biến luôn, thì cái nhìn, cái thấy của mình cũng phải chuyển biến kịp với cái thời, thì đó là hợp, là hay. Và nếu không kịp với thời đó thì lạc hậu, vì nó loại ra ngoài, phải không? Thì như vậy, cái cuộc sống mà muốn ta được hòa hợp, tin yêu với nhau thì không gì hơn là người cha, người mẹ đối với con cái. Bởi vì tôi thường hay nói, cái lớp người trước, lớp người sau lúc nào cũng có cái bất mãn nhau. Như cái lớp người mà 6-70 tuổi thì thấy cái lớp ông cha mình hồi xưa là lạc hậu, thấy không? Rồi cái lớp người 30-40 tuổi thấy ông cha mình 6-70 tuổi thì cũng tư tưởng lạc hậu. Rồi giờ mình 30-40 tuổi, con cái 15-17 tuổi nó thấy mình cũng lạc hậu. Bởi vì cái cuộc đời, cái xã hội luôn luôn nó chuyển, cái chuyển biến nó không dừng ở một chỗ. Mà cái lớp người trước thì những cái chuyển biến của lúc trước thì mình nhớ, mình sống được theo kịp. Nhưng mà chuyển biến của lớp sau nó quá cái nhìn, cái thấy của mình. Để mình giữ theo cái nhìn của mình thì lớp sau nó thấy mình lạc hậu mất rồi. Lúc nào con cũng hay nói ba má lạc hậu quá. Đó là cái thường như vậy. Mình hiểu như vậy rồi thì mình thấy rằng không có gì phải trách. Nên tôi hay nói ở Việt Nam á, tôi nói hồi xưa thì ông bà chú để cái búi tóc ơi sao, ông già đội nón vai tơ rồi đó thì để cái búi tóc thì đó là hay. Nhưng mà tới cái đời thì chúng tôi về sau thì thấy người ta hết tóc ngắn ngắn, gọn, sạch, thấy mấy ông già còn để búi tóc là thấy lạc hậu, mình thấy mình không vui. Mà các ông già thấy con mà nó hết tóc ngắn cái buồn không? Bởi vì hồi xưa học nho mà thân thể pháp phu thọ ư phụ mẫu, bất thương kịch cảm hiếu chi thủy giả, tức là nghĩa là tóc râu da thịt của mình nó là từ cha mẹ mình sanh ra, mà nếu đừng có xúc chạm tới nó, đó là cái hiếu đầu tiên vậy. Vì cái đó là của cha mẹ ban cho, mà mình xúc phạm tới đó là xúc phạm tới cha mẹ, nên để nguyên nó vậy là có hiếu. Bởi vậy nên thấy con cháu mà nó cắt tóc ngắn cái rồi đó, bất hiếu rồi đó. Như vậy thì con cháu có kết tội ngược lại không? Cha mẹ thì nói con bất hiếu, con nói cha mẹ lạc hậu. Như vậy thì nó có hai cái thế hệ chọi nhau. Rồi tới sau này, thời trước thì hết tóc ngắn thì thấy còn màu đẹp. Nhưng lớp sau, gần đây thì người ta để tóc dài, hầu hết cái đoạn cái đó. Con nó không có giống tôi chút nào hết, rồi giận, rồi buồn, mà giống sao được. Mình được hấp thụ với một cái thời khác, con cháu nó hấp thụ một cái thời khác, hoàn cảnh khác, xã hội khác, đương nhiên là không thể giống mình rồi. Nhưng mà bây giờ chỉ có cái hay nhất á, là mình cảm thông được cái hoàn cảnh của nó, cái xã hội của nó, mình đừng bắt ép nó phải giống mình. Đó là cái khôn ngoan của mình, của người lớn. Cái thứ hai nữa, mình chỉ cần có cái tình giữa cha với con hay là mẹ với con biết thương cha mẹ thương con là đủ, đừng bắt nó giống. Đó. Thiếu gì người không giống mình mà họ thương mình cũng tốt vậy, phải không? Chứ không bắt giống với thương thì nó hơi hạn chế quá. Đó là tôi nói trường hợp là người lớn, là cha mẹ. Bây giờ ngược lại là con cái, mình cũng phải hiểu. Nhiều khi con cái nó cũng có cái bệnh cực đoan của nó, thì luôn luôn nó thấy nó là tiến bộ, cha mẹ là lạc hậu. Rồi từ cái thái độ mà cha mẹ coi cha mẹ lạc hậu, cái nó khinh cha khinh mẹ, thì cái đó là cái hư, cái hỏng. Bởi vì con cái lúc nào cũng phải nhớ mình là từ cha mẹ mà có, chứ không phải ngẫu nhiên có. Thành ra da thịt của mình, máu mủ của mình là chịu cái ảnh hưởng sâu xa của cha, của mẹ lưu lại
chứ không phải bỗng dưng mình có cái thân này. Mà đã là chịu ảnh hưởng của cha mẹ thì cha mẹ không bao giờ bỏ mình, không thể gọi là từ được mình, thì mình đâu có từ, đâu có bỏ cha mẹ được. Nghĩa là thương mình bao nhiêu là phải thương cha mẹ bao nhiêu. Tại sao vậy? Vì bởi từ cha mẹ mà có mình, phải không? Như vậy thì thương mình tức là phải thương cha mẹ. Không có lý gì mà thương mình mà quên cha mẹ được. Vì thân mình là từ cha mẹ mà ra. Thì nhớ được cái điều đó, thì đối với cha mẹ mình phải thương, phải quý. Còn chuyện của cha mẹ có lạc hậu thì mình hiểu được đương nhiên. Bởi vì cha mẹ mình trước mình tới mấy thập kỷ, thì mình bây giờ ở hoàn cảnh khác, cha mẹ mình sống theo cái nếp khác, thì phải không có giống nhau. Đã không giống nhau thì cha mẹ có lẩm cẩm chút chút mình cũng tha thứ. Tại vì cái hoàn cảnh của người trước nó đã xa với mình rồi. Mình hiểu vậy thì mình tha thứ, mình đừng có chấp. Nói ông già bà già sao bây giờ lạc hậu quá, đừng có chấp, đừng có chê, thì cái tình thương nó còn. Còn chê chấp thì cái tình thương nó bị mất. Nhiều khi cái tuổi trẻ đối với cha mẹ là cái tình thương hết sức là cao cả, hết sức là thiêng liêng, mà nó lại coi thường. Lớn lên rồi cái tình thương đôi lứa nó lại mạnh hơn, nó quên cha quên mẹ. Nhưng mà thực tình á, cha mẹ không có từ bỏ con được, cũng như con không thể từ bỏ cha mẹ được. Nếu có từ bỏ là từ bỏ ngoài miệng, chứ còn da thịt, những cái tế bào trong nó ảnh hưởng cha mẹ không từ bỏ được. Chừng nào mà lóc hết, bỏ hết thì mới từ được, phải không? Chứ còn mang những tế bào của cha mẹ lưu lại trong thân này thì từ sao cho được. Còn vợ chồng ly dị được không? Ly dị cơ mà không khó. Thì như vậy, tại sao cái không bỏ được mà mình không quý, không kính, không thương? Còn cái có thể bỏ được mà mình lại quá trọng, quá quý, thì đó là cái lỗi lầm, phải không? Bởi vậy cho nên cái người trẻ lúc nào cũng nhớ cho thật kỹ, cha mẹ là cái người tạo nên bản thân của mình. Thân của mình không thể tách rời với cha mẹ. Nhớ như vậy thì dầu cha mẹ có lẩm cẩm mấy, mình cũng không nỡ khinh, mình cũng không nỡ bỏ. Còn dầu cho cái người trang lứa như mình có tình thương nhiều, nhưng mà biết là ngày nay vì gì nói thẳng và nghe thì nghe nó hơi buồn chút. Và ở đời thì quý vị thấy cái tình thương mà đôi lứa nhiều khi nó có điều kiện lắm. Tôi nói thí dụ, nói như hai vợ chồng họ lúc đầu thương nhau đáo để, nhưng mà lỡ người chồng hoặc người vợ mà bị cái bệnh gì nó thuộc về những cái bệnh nguy hiểm đó, thì phát giác cái bệnh đó rồi thì tình thương nó là sao? Nó suy giảm từ từ, phải không? Như vậy thì hoặc là mình đang làm cái gì có tiền bạc khá khá, rồi tới chừng nào thất nghiệp cái thân sơ thất sở, cái tình thương nó sao? Nó cũng bị đổi nữa. Như vậy thì tình thương đó nó có điều kiện. Còn tình thương cha với con, mẹ con không có điều kiện. Bởi vì thương là nó thuộc về máu thịt mà, nó không có điều kiện. Còn tình thương kia là có điều kiện. Kiện thì nó dễ tan vỡ, phải không? Như vậy đó, cho nên hiểu vậy rồi thì cái người con phải lúc nào cũng đặt cha mẹ là trên hết của đời mình. Nghĩa là mình không có thể nào tách rời cha mẹ được. Nếu mình có tách rời là mình nói ngông chơi mà thôi, chứ còn hay cái bản chất của mình là của cha mẹ rồi, không tách rời được. Nhớ như vậy thì con cái mới không có lôi thôi với giữa cha mẹ với con cái. Còn nếu vợ chồng thì quý vị thấy vợ chồng có nghĩa là chung hợp với nhau để mà có cuộc sống vui và tiếp tục có cái nối tiếp cái dòng giống. Thì như vậy đã là chung hợp thì mỗi người nó mang mỗi cái tính chất khác nhau.
Bởi vì hai người không phải là một dòng máu thì làm sao mà giống nhau được, phải không? Không phải một tính, một loại, người nam tính khác, người nữ tính khác, làm sao mà giống nhau được. Mà mình có cái bệnh, vợ thì muốn chồng giống cái ý của mình, chồng thì đòi vợ phải giống cái ý của mình, phải không? Miễn khác ý cái là bất đồng ý. Bất đồng ý thì sao? Cự nhỏ thì la với nhau, còn nếu lớn nữa thì tới ly dị. Bây giờ muốn sao mà cho hai bên hợp tác mãi mãi, không có bị chia rẽ, không bị tách rời, thì chúng ta phải biết quý trọng. Thường thường trong nhà Phật dạy, thương là phải kính, chứ đừng có thương mà gọi là thương để cho qua đó, cho có đó. Thương là phải kính. Tại sao vậy? Bởi vì kính thì chúng ta mới có cái phần tôn trọng nhau. Mình trọng người vợ biết trọng người chồng, cũng như người chồng biết trọng người vợ, thì hai bên cùng cung tương kính với nhau. Mà tương kính với nhau thì xử sự nó có lễ độ. Giả sử có buồn, có giận cũng không dám nói cái lời nặng, có cái gì bực bội cũng không dám có những cử chỉ thô bạo. Thì như vậy biết tương kính thì cuộc sống nó không có chia rẽ, không có tách rời. Còn vì không biết tương kính cho nên khi có cái gì bực á thì la cho đã giận, đã giận thì người kia chịu không nổi thì bực quá thì thôi mỗi người đi mỗi đường đó. Thì đó là cái nhân để mà chia rẽ, để mà tách rời. Nên thường thương thì phải kính, kính trọng thì cái thương mới bền, mới lâu. Còn thương mà cho thỏa mãn cái nhu cầu tầm thường thì cái thương đó nó không bền. Vậy nên đối với trong gia đình, đừng ý mình là người chồng đi làm, người vợ ở nhà nuôi con, mình cho đó là quyền của mình. Mà cũng đừng có nghĩ ngược lại, người vợ đi làm, chồng thất nghiệp ở nhà rồi khinh thường người chồng. Mà luôn luôn phải biết cung kính với nhau, nghĩa là hợp tác mà sống. Nhất là phải đặt vấn đề hy sinh với con cái, chứ đừng có nghĩ cái riêng tư của mình. Tôi thấy đa số người ta hơi nghĩ tới cái riêng tư, mình thích cái gì mình làm, bất kể con cái mai kia nó ra sao nó ra, cái đó là cái không tốt. Bởi vì mình đã có trách nhiệm sinh ra một đứa con, hai đứa con, thì nó là cái người mà do mình tạo ra, thì mình phải làm sao để có chỗ nó nương. Nếu người chồng, người vợ mà cứ làm thỏa mãn theo cái ý riêng mình, nó giận nhau thì ly dị vân vân, thì khi đó mấy đứa con nó lỡ có mặt rồi nó nương ai đây? Cha, mẹ theo người này mất người kia, nó phải khổ sở. Mà cái khổ sở đó tại ai? Tức là tại người lớn không đặt mình có cái trọng trách, cho nên mới sinh ra như vậy. Vì vậy mà đối với vợ chồng mà tôi biết, mà cổ nhân cũng thường hay nói chén trong sống còn khua mà, phải không? Thì sống chung với nhau lâu ngày thế nào cũng có một hai lần bất mãn với nhau, rồi rầy rà, chuyện đó không tránh khỏi. Nhưng mà vì hai lẽ, một là đã thương, cung kính, tương kính với nhau thì không có nỡ nói nặng, làm cái gì quá đáng. Hai nữa là phải hy sinh cho con cái, vì con cái là cái mình đã có trách nhiệm tạo ra nó. Mình không vì một cái lẽ nào riêng tư của mình mà để cho nó bơ vơ, nó khổ sở. Và như vậy thì nhờ nhớ hai điều đó mà quý vị sẽ tạm ổn hòa với nhau. Đó là cái gốc mà tôi nghĩ rằng trong đạo đức dạy chúng ta như vậy. Còn cái cuộc sống thì quý vị phải ráng khéo linh động, chứ đừng cái cố chấp, chấp là khổ, chấp là bệnh. Thôi như vậy cũng khá nhiều rồi ha.